Thưa quý khán giả, với suy nghĩ lạm dụng thuốc Tây để điều trị bệnh cho trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật, nhiều bậc phụ huynh đã tìm đến các mẹo, các phương pháp dân gian truyền miệng để điều trị mỗi khi trẻ bị mắc bệnh. Tuy nhiên, trong tất cả các phương pháp dân gian, không phải phương pháp nào cũng đúng và đem lại hiệu quả. Và thậm chí, nếu như không hiểu biết chính xác về những mẹo dân gian đó, còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ. Bé gái 6 tháng tuổi có biểu hiện sổ mũi, ho về đêm. Bà nội bé đã dùng lá trầu không, hơ nóng đắp lên người bé. Khi đắp lên thì bé có biểu hiện quằn quại, quấy khóc cả ngày. Sau khi phụ huynh đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy bé bị bỏng sâu độ 4, lớp da đã bị lột, vết thương đang chảy dịch, có dấu hiệu nhiễm trùng và không tránh khỏi sẹo lớn về sau. Đây chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp xảy ra tương tự. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, hiện nay trên mạng xã hội vẫn lan truyền rất nhiều clip hướng dẫn chữa bệnh cho con bằng lá trầu không. Cũng chữa ho theo cách dân gian, một bé gái mới 20 ngày tuổi ở An Giang được ba mẹ dùng xác thằn lằn nướng thành than rồi giã nhuyễn, pha nước cho bé uống, kết hợp cùng thuốc bắc không rõ nguồn gốc, khiến bé bị viêm ruột hoại tử và nhiễm trùng máu. Sau 6 ngày điều trị tích cực, bé rơi vào tình trạng sốc, phải đặt nội khí quản, thở máy và tử vong sau đó. Cuối năm ngoái, dư luận xôn xao về việc một bà mẹ trẻ vì nghe theo mẹo truyền miệng đã tự ý nhỏ sữa của mình vào mắt đứa con 16 ngày tuổi. Và ngày sau, mắt bé sưng to, không thể tự mở ra được. Kết quả thăm khám cho thấy, mắt bé có khả năng loét thủng giác mạc, bị mù vĩnh viễn. Những sự vụ trên như một hồi chuông cảnh tỉnh, việc tự ý chữa bệnh cho con bằng phương pháp dân gian là phản khoa học, rất dễ đưa trẻ vào tình thế nguy kịch. Thưa quý khán giả, mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày sinh con ra với bao nhiêu mong mỏi, nên bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng muốn con được khỏe mạnh và lớn khôn. Chỉ cần thấy con bị bệnh là đã sốt ruột, lo lắng và tìm mọi cách để mong con chống khỏe. Và nhất là những gia đình sống chung với ông bà cha mẹ thì những mẹo giặt dân gian có thể nói là ưu tiên số 1. Nói về mẹo giặt dân gian thì có rất nhiều. Một số mẹo được lưu truyền lâu đời, một số mẹo thì truyền miệng không rõ nguồn gốc từ đâu. Nhiều người lại tin vào bài thuốc kinh nghiệm của các bà mẹ khác hơn là thuốc được kê đơn của bác sĩ. Họ có những diễn đàn riêng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Vì đọc mỗi ngày nên khi con có bệnh, theo quán tính, các bà mẹ nhớ ngay đến trang web và lập tức lên cầu cứu. Nhiều phương pháp được đưa ra với lời khẳng định đã thử và thành công. Từ đó họ áp dụng cho chính con của mình. Đơn cử, dạo trước, trên mạng rộ lên thông tin dùng lương sống lăn lên lưng trẻ cho đến khi con lương chết, trẻ sẽ lập tức hạ sốt. Nhiều bà mẹ thay vì đưa con đi khám lại tin vào phương thức truyền miệng này rồi áp dụng cho con. Nếu mà chúng ta chữa bằng những cái mẹo vặt dân gian, trẻ không những không hạ sốt, nó dẫn đến sốt rất là cao. Và một trong những cái hậu quả xấu đó là trẻ dẫn đến co giật sẽ làm cho trẻ bị ảnh hưởng đến sự phát triển trí não rất nhiều trong tương lai. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì cũng rất nhiều những trường hợp chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị phỏng da, cụ thể là phụ huynh dùng nước mắm đắp lên da, dùng những lá cây, lá thuốc đắp lên da, rồi ủ kín làm cho da bị phồng rộp, nhiễm trùng. Đó có những trường hợp nhiễm trùng từ da dẫn đến nhiễm trùng huyết rất là nguy hiểm. Và hiện nay ở khu vực miền Tây còn một cái mẹo vặt dân gian cũng rất là nguy hiểm, đó là khi mà trẻ bị đuối nước thì người ta thường cho trẻ một cái lu rồi lăn trên nước nóng, cái lửa nóng để làm sao với cái suy nghĩ là sẽ hút cái nước trong cơ thể ra. Thì đây là một trong những cái phương pháp rất là phản khoa học và rất là nguy hiểm mà chúng tôi đã ghi nhận trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh việc chữa bệnh bằng mẹo vặt dân gian, ở thời đại công nghệ phát triển, vì tính chất tiết kiệm thời gian chi phí, nhiều người chọn cách chữa bệnh cho con thông qua bác sĩ Google. Theo các bác sĩ, tất cả các loại thuốc đều có thể là thuốc độc. Đối với người này, nó là thuốc chữa bệnh, nhưng với người khác thì nó lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Các bác sĩ có trình độ chuyên môn sẽ không bao giờ tùy tiện đưa toa thuốc lên mạng, bởi phải trải qua thăm khám mới thực sự dám kết luận bệnh tình và kê đơn. Theo các chuyên gia y tế, các bậc phụ huynh có thể chữa bệnh cho con bằng phương pháp đông hoặc tây y. Tuy nhiên, tất cả phải dựa trên những tư vấn trực tiếp của bác sĩ. Và có một điều cần phải lưu ý là không phải những mẹo giặt dân gian nào cũng đúng và đem lại hiệu quả. Thậm chí, nếu không có những hiểu biết chính xác về phương pháp này thì cũng sẽ vô tình đẩy con của mình vào tình trạng nguy kịch. Và thay cho lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý khán giả một vài lưu ý sau đây trong trường hợp con trẻ bị mắc bệnh.
không phải mẹo vặt dân gian nào cũng đúng và đem lại hiệu quả. Thậm chí, nếu không hiểu biết chính xác về những phương pháp này, sẽ vô tình đẩy con vào tình trạng nguy kịch. Cần lưu ý những điều sau đây trong trường hợp con trẻ bị bệnh. Tuyệt đối không được tự ý chữa bệnh cho trẻ bằng các mẹo dân gian, đặc biệt là các mẹo chưa được khoa học chứng minh. Nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế để được thăm khám và chữa bệnh. Cho trẻ uống thuốc và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Cho trẻ ăn uống hợp lý, bổ sung dinh dưỡng. Việc ăn uống đúng cách trong lúc trẻ bệnh là rất quan trọng.